Rồi tới rồi. Tội nghiệp ổng lắm. Mấy nay mình tập trung về cái đĩa thăm mà cũng như là quý lắm rồi đó. Tốt. Rồi la nữa. Đại ca. Khỏe không? Thôi đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Rồi đứng lên, đứng lên đi. Rồi biết rồi. Bước qua. Ra đi mổ à. Rồi. Nghe rồi. Ngôn nói rồi. Rồi giờ rồi, không thấy đường rồi sao đi ra vô vậy, thấy không? Thấy mờ mờ không? Ông ổng không nghe, đang gắn máy à. Gắn máy đó vô thì cho vậy nghe. Đó, ổng vậy đó. Đó, lại tới lên. Lên tới rồi. Rồi, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây cho nó cao. Lấy ghế, phê lấy ghế rồi ngồi đó. Bữa đây các đệ tử thì xuống đi giếng thầy. Thầy nói ngày mai thầy đi mổ mắt. Ngày mai thầy đi mổ mắt rồi. Ờ, thì khuya đây đi nè. Ờ, đó. Ngày qua nghe chú Ngôn nó nói. Hả? Ngày qua nghe chú Ngôn nó nói điện điện xuống chú Ngôn, Ngôn nè. Ờ. Nó cũng mổ ai ai con á. Ờ. Rồi đó khuya nay anh mới đi mổ mắt. Thì tụi em vận động thôi. Học trò cái lại thăm thầy. Lại thăm sức khỏe thầy. Đó. Và đồng thời đây. Đừng cho. Không có. Quá không. Không có. Cái này là mấy anh em nè, trong này nè. Hoài Minh nè, Văn Sáu Phê nè, Văn Việt nè, rồi Hoài Sang nè. Đó, thì không biết đó. Cái này coi như là lại thăm thầy, rồi có chút quà để biếu cho thầy. Để thầy muốn dùng, muốn sử dụng, dùng cái kiểu gì đó dùng, tùy. Rồi. Nó cho 500 học rồi nhất á. Ừ. Cả nhà á. Rồi. 66 tuổi rồi. Ừ. Mình nói gì lớn nhất á. Nói gì à, con Mẫn. Cháu bảy à, lớn cơ, lớn cơ. Nè, nó làm cảm ơn anh em hết rồi. Cho tràng pháo tay đi. Bây giờ thì còn đờn gì được không? Đờn mới bãi gì đó. Mới mà Ngôn nó mới mở ra nghe đờn Nam An nhức nhối quá rồi mà. Cái gì? Tít tít tí 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 ba bài. Ngôn mày đâu rồi Ngôn? Rồi khuya nay đi mổ mắt rồi đi với ai? Đi Ngôn nè. Rồi sức khỏe làm sao? Bác sĩ là khám. Rồi sức khỏe của mình sao? Bác sĩ là khám rồi mổ. Đây là mổ còm hả? Mổ một con hai con? Con này nè. Cho đứng vậy đó khải đó nghe không? Chưa một, không có đau. Là con bên đây còn thấy đường, bên đây không thấy đường hả? Bên đây không có đau. Không có đau. Mà bị mình lớn tuổi á. Mắt yếu. Vậy là bên nào đau? Con mắt nào đau? Mắt rồi. Rồi, có chừng bị cườm nước. Mày mổ máy coi nè. Rồi, xuống dưới hà nếu mà cườm nước mổ. Không biết bác y bác sĩ giờ sao không biết chứ cườm nước là khó mổ lắm. Nó dập nước là coi như rồi. Cườm đá chứ dễ trị. Cơm nước là cực lắm. Thì bác sĩ ta kiểm tra cái nào được thì người ta mổ, còn nào không được người ta đâu mổ. Biết rồi. Tôi con mắt nó đâu ấy rồi mang ký đi đường, tôi phải khơm vậy nè. Dẫn tôi mới nhiều mới thấy mà đó. Có hình rồi đó, có hình có, rồi đó. Có. Mở.
Máy nó bỏ rớt qua. Có cao. Cao quá. Có hình luôn nè. Là khuya nay là đi mẫu từ thiện hả? Mẫu tư ngoài. Từ thiện hả? Là ở bệnh viện nào? Điếm rồi. Cho nó xài vô. Ăn con ra cũng ba luôn. Giờ đó từ thiện mà. Giờ trả là từ thiện. Vậy ngày mai đi mẫu sức khỏe tốt. Giờ thầy đâu thầy đờn một lớp 5A đi. Đờn lớp 5A chơi. Ở đây bỏ túi để qua đây. Dạ, cứ đờn đi. Đó. Rồi, để tự nhiên trong rồi. Tắt đi, tắt đi. Lấy mi để gần đó nghe. Giờ đã bệnh hoạn rồi thì coi như là anh không còn được như hồi đó nữa đâu. Rồi bữa nay tụi em đến thăm với sức khỏe của anh, nghe nói anh đi mổ mắt thì mấy anh em cũng có chút đỉnh quà cáp giống nhau lại để biếu cho anh, rồi tùy nghi anh sử dụng. Rồi bây giờ anh ôm cái đời anh đờn một lớp 5A thôi ha, một lớp thôi là biết rồi đó, để tụi em làm kỷ niệm. Có sao dùng vậy không, có quan sao trọng. Dùng vậy ờ lai dở nè ờ kệ đó, vậy mà mới đờn được mới hay. Rồi đi rồi gì đó, kỷ niệm mà đâu. Kỷ niệm mà không cần không cần tiền giờ đó, kỷ niệm cái đó là quan trọng nhất. Chứ còn hồi đương thời thì dùng vậy cũng lắm rồi, nhưng mà lần lại lớp 5A có trong đai ok, lấy một đai nhỏ ok, cứ thở cứ ấy luôn bình thường như vậy nó mà nó vậy. Nói thật luôn, tại cái nói dữ. Hồi đó tôi là duy thuyết rồi á. Có thể là người dân cơm thiền đời một lớp nhưng năm ai không có gì. Ông bệnh rồi, vậy mà ông ráng ông ngồi. Ông không có cao không? Không, đợn kỷ niệm à, đợn kỷ niệm à, đợn qua tấu kỷ niệm đó, đọc tấu á. Clip để kỷ niệm cho anh thôi đó. Rồi bây giờ đó là ổng còn ngồi mà ổng ôm đờn được mấy anh em ngồi chọc về là tôi thấy vui rồi. Bữa nay là mấy ngày? Bữa nay hả? Ngày
bữa nay 27 hả? Ngày 27. Rồi tôi có nhớ ngày tôi chết liền. Nay ngày 27 tháng 6. Ngày 27 tháng 6. Tất nhiên là ngày 2019. Ờ. 27 tháng 6 âm lịch, ngày 29 tháng 7 dương lịch. Quỷ nhắc đưa nhớ tôi có biết gì chủ đó đâu. Bây giờ là tôi ca một lớp vũ lục thôi. Ảnh ngồi không có đời đâu được. Đó, để làm kỷ niệm cho anh hai nha. Rồi một lớp vũ lục nha. Được, em yêu cầu ảnh rồi đấy. Vũ lục. Anh rồi. Hả? Lưu Thủy hả? Muốn lục quên ra, quên ra. Quên hả? Rồi rồi, muốn cái Lưu Thủy ban hai câu chịu ơi, dài ngầu ngầu nổi không? Lớp phu lục thôi. Bạn bảo đi, quên ra là. Ít ít thôi. Đừng quên nữa đi. Ít thôi. Chừng... Còn nhớ con bài hả? Chừng hai lớp thôi. Rồi mình sẽ ca hai lớp Lưu Thủy cho thầy Kim Thiều đời nè. Với cùng anh em. Trăng thu nồng nhàn trăng xưa, còn trăng nước tiết một màu, lời miệt tiên chẳng nhớ đến đâu. Giới quy quẩn một con thuyền, trăng giật mình tiếng lòng bâng khuâng, xôn xao trên dòng ngang đường bên cầu thôn, trăng soi nước bạc rừng hồng gió reo bao điệu nhạc. Dòng đổ bên tối hôm nay, nắng vàng sang lòng thơ sức động, đại cảnh thép ai như giấc mộng. Có bao đâu mà vàng sáu ngàn này, cầm chân thank you.
chiều trên bến sông thương lá vàng rơi rồi đàn chơi chút nữa giờ đàn một hai bài nữa đi rồi nghỉ bài ca một rồi sinh tình ca hai chục con hoa nhớ sinh tình đi sinh tình ca cái nữa bài gì sinh tình một lớp ba à lớp đầu lớp chó hòa tấu được chưa rồi vô lớp đầu lớp chót xưng tình tới giờ bây giờ thầy ráng đờ nghe ráng đờ có cái dưới xưng tình đâu nghe đờ lớp đầu lớp chót thôi ha nhớ không rồi cũng tội nghiệp không là cái gì thôi đây là thầy Kim Điều cùng với lại ba năm sẽ bắt phải bài tám quá bác ngự như ông bỏ hết thân à bỏ hết rồi rồi Dân Việt với Dân Ngôn cùng với thầy Kim Thiều sẽ đời hòa tấu hai lớp xuân tình lớp 1 và lớp 4 ca không không hòa tấu không
chưa? Ăn bậy kệ đó. Ăn sáng chưa? Có nước mấy rồi. Anh em hỏi ăn sáng chưa? Có nước là mày lấy nước kia anh á. Có ăn nó đi. Bây giờ ăn sáng chưa em ơi? Em mời mấy anh em hết đi ăn hủ tiếu. Hổm ra ăn cơm được không? Ăn bảy được, ăn bảy lạ đó. Ăn có coi tay chung rồi. Ăn được nhiều không thầy? Còn bài sinh nữ đạo nhớ không? Hai năm năm sinh năm ai gì nhớ không? Nữ anh làm ca đi chứ. Mới nhạc gì à? Muốn ca bài nhớ gì? Không ai sinh nhớ. Sinh nữ nhớ. Có đại nữ quên ra nè. Rồi, để tiếp tục chương trình là Tam Tấu Ba Thầy Trò của anh Hai là một lớp năm sinh. Để tiếp ra thì anh Hai hôm nay là đã 80 tuổi rồi, sức khỏe anh thì cũng yếu, nhưng mà chúng ta hôm nay có cái gì để gặp nhau thì bóng đền của anh hồi ngày xưa thì quá tuyệt vời, nhưng bây giờ qua hoàn cảnh bệnh hoạn rồi mọi công việc thì có thể là chúng ta nghe để tưởng tượng lại những cái kỷ niệm của anh ngày xưa. Dĩ nhiên là ai mà lớn tuổi thì cũng không có hoàn hảo như cái lúc họ còn trẻ đâu. Thì mong tất cả anh em xem qua cái clip này có những cái gì, ví dụ như anh Hai, anh ngày mai anh đi mổ mắt rồi đó, mắt anh thì đoạn bị đau gồm nặng đó. Chúng tôi thì cũng ủng hộ một số tiền tạm gọi để cho anh lên đường để trang trải đó. Thì anh em có xem clip này có gì thông cảm bỏ qua thượng lầu bình an, mọi việc tốt lành đó. Cảm ơn nhiều à, đó vậy đó. Dạ à, anh dẫn anh Hai đi ngon lành nhé. Mày mốt cái bắt đầu mình khỏe nữa, anh Hai khỏe thấy ấy là cái mình làm cái bây giờ cái chip sau này cái bắt đầu mình ổn định lại cái là mình thu cho nó ngon đó. À, giờ giao không cho mày, mày dẫn ông đi cho ngon lành đàng hoàng. Mày đi mà không khéo á, thì có người cái đời kìm với người cái gậy đó, tính đi tính nha. Người cái đời với người cái gậy. Bây giờ đó, để em đi xuống thăm anh. Chúc cho anh ngày mai đi mổ mắt cho được. Rồi, cảm ơn cho được khỏe nha. Anh em cảm ơn hết rồi ạ. Rồi. Tôi không biết làm sao. Rồi. Tôi không biết làm sao.
Rồi. Giờ mắt già rồi, mắt nó dở. Rồi. Mỗi chừng mắt này là còn nguyên à, mà lát luôn. Còn mắt này hư rồi. Mỗi con này là. Rồi. Sáng giờ chưa ăn chịu ăn uống gì hết mà ta mời đi ăn hủ tiếu cũng không chịu đi, ông khó quá. Ông khó quá. Vậy đó, tội nghiệp quá. Rồi, bữa nay tụi con cũng tổ chức coi như là lại thăm thầy. Bữa nay ngày 27 tháng 6 2019 cũng thăm thầy. Rồi trước thăm sau nữa cũng chúc thầy đi mổ mắt cho được thượng lộ bình an, rồi sức khỏe được an toàn, về đó mạnh giỏi. Con ngon quá. Thì nó dắt đi à. Cái là nó mở rồi không có được coi như là ngon dẫn đi coi như lắm sáu gì là đã giao hết cho tất cả chị nãy lên sáu rồi hôm nay thăm về như đây là cũng được rồi á, không biết cây quả sao rồi cảm ơn tất cả các bạn hãy xem trước đây có cái gì thông cảm bỏ qua đây là nay chúng tôi xin tới đây là chấm dứt. Chào tất cả. Chào.